con nhìn này. Này 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 này. Con đi đi. Mày biết cái thế tôi mua bao tiền không mà mày bất lên mày mất quả mẹ rồi hả? Hả? Xuống. Xuống. Ăn một quả khế trả một cục tiền. Mày em có tiền mà trả. Mày đuổi mà hàng mang ra mà được. Thôi xuống đi. Sự tích lâu rồi bọn nó xuống ngay. Hỏng hết tay. Mày xuống không? Quác. Cái gì á? Tiền. Có sự tích ăn khế trả tiền thật à? Túi ba gang mang ra mà được. Không có túi đâu, ném hết rồi. Mày ăn mấy quả rồi? Hai quả sao có một cục vậy? Quác. Đi ném đi. Ôi trời. Quang hả? Ui. Quác. Bất khế nữa đi. Quác. Bất ăn khế nữa đi, ăn mấy quả thôi. Hai quả thôi. Thế ăn hai quả thôi à? Ui rồi, xin nhá. Tiền thật đấy em ơi. Mày cầm xem là có phải thật không mày? Cầm này. Đếm xem là có phải thật không? Ui ôi. Mày thì tát tao cái chết cho tao tỉnh cái là trong nó có giải thật này. Ơ. Ơ, tiền đâu rồi?